Kim Tiểu Long xúc động hé lộ tâm nguyện của Thanh Kim Hệ. Thanh Điền bật khóc bên mộ vợ. Năm nay anh ăn Tết buồn lắm. Bây đây trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ vợ mình là cố nghệ sĩ Thanh Kim Hệ. Tại đây Thanh Điền ngồi bệt xuống bên mộ Thanh Kim Hệ và tâm sự cùng vợ. Anh nói mấy chục năm nay lúc nào anh cũng nhớ về hồi nhỏ. Anh không hiểu sao hồi đó em lại thương anh đến thế. Có biết bao người theo đuổi em, nhưng em lại chọn anh để chung sống, cùng bước trên đường đời. Chắc cho chúng ta có duyên nợ chứ hồi đó em đẹp, hát hay lắm, được bao người mến mộ. Lúc đó em còn nhỏ, chưa biết gì hết. Còn anh đã trải qua nhiều năm trường đời và vấp đủ thứ, vậy mà em vẫn chọn anh. Em thường bảo anh ca không hay, đàn cũng dở. Anh thường cố tình đàn sau lưng em để gây chú ý mà em không quan tâm. Anh càng cố gây chú ý bao nhiêu em càng ghét anh bấy nhiêu. Nhưng chắc do duyên nợ nên cuối cùng em cũng đồng ý anh và vào vòng tay của anh. Suốt mấy chục năm qua, ngày nào anh cũng nhớ về những kỷ niệm khoảnh khắc đó. Cho tới tận ngày hôm nay, khi em đã nằm yên ở đây rồi, anh vẫn nhớ như in năm tháng ấy. Năm nay anh ăn Tết một mình buồn lắm. Anh không đi đâu hết, chỉ nằm nhà buồn quá. Anh đành lọ mọ đi siêu thị cho khuây khỏa. Nhưng anh đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của em, nhất là những chỗ em hay mua đồ. Anh còn nhớ cả quầy bông tai em hay mua. Giờ thì quầy bông tai đó không còn bán nữa, nhưng anh đi ngang qua nhưng vẫn thấy hình bóng em hiện lại. Anh vào cả tiệm mì Ý em với anh hay đi ăn. Anh ăn món nào cũng nhớ tới em. Anh nhớ từng món em thích rồi gọi cho em. Dù một mình anh ăn chẳng hết. Những ký ức trong anh khó quên lắm. Dù là ký ức vui vẻ hay buồn bã, không thể xóa mờ, nên anh mãi nhớ về em dù nhiều năm tháng có qua đi. Nói xong Thanh Điền cất giọng ca một đoạn vọng cổ cho Thanh Kim Huệ nghe. Đang ca bắt chợt ông xúc động bật khóc nức nở, không kìm được nước mắt. Ông nghẹn ngào nói, khu mộ nơi em nằm này, anh đưa lên ai cũng khen. Mọi người đều nói mộ em đẹp, sang, nhẹ nhàng, lịch sự. Tuy nhiên mọi thứ vẫn đang dang dở, chưa hoạch định xong, vẫn chưa có hình tạc trên mộ mà chỉ dán đề can. Thực ra lúc trước, anh cứ xin các anh làm mộ cố gắng làm cho xong trước ngày 25 Tết. Vì anh biết nhiều đồng nghiệp khán giả sẽ đến đây thăm em, chứ không có gì thì họ sẽ phê bình anh. Bởi vậy nên họ cũng cố gắng làm, nhưng giờ mới được tới đây, chưa hoàn thiện hẳn. Tuy vậy, anh vẫn rất thích khu mộ của em, vì nó rất đẹp. Kim Tiểu Long khi tôi ở Mỹ, chị Thanh Kim Huệ đã nhắc tôi về thăm chị, nên tôi phải về. Ngày chị Thanh Kim Huệ mất, tôi còn kẹt bên Mỹ. Tự nhủ làm gì thì làm cũng phải giữ lời cúng 49 ngày cho chị, Kim Tiểu Long nói. Mới đây nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã từ Mỹ bay về Việt Nam, sau hơn 3 năm không về được vì dịch bệnh. Vừa về tới Việt Nam, Kim Tiểu Long đã vội tới ngay lời cúng tất 49 ngày cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tại chùa để thắp nhang cho đàn chị. Sau khi làm lễ và thắp hương, Kim Tiểu Long tới ôm chặt nghệ sĩ Thanh Điền, chồng Thanh Kim Huệ. Anh xúc động bày tỏ, cũng phải mấy năm rồi tôi mới gặp lại anh Thanh Điền. Anh vẫn trẻ trung khỏe mạnh như ngày nào, nên tôi khá vui mừng an tâm. Anh Thanh Điền là người anh của tôi thương anh lắm. Về phần chị Thanh Kim Huệ, từ khi tôi còn ở Mỹ, chị Thanh Kim Huệ đã nhắc tôi về thăm chị, nên tôi về thắp cho chị nén nhang. Ngoài ra hai chị em tôi có gì đều đã tâm sự, nói hết với nhau trước đây rồi. Tôi và chị Thanh Kim Huệ từng đi diễn chung, nên có nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau. Hai chị em cùng thân thiết và thường xuyên trò chuyện. Sau này tôi sang Mỹ nên không gặp chị Thanh Kim Huệ nhiều. Tuy nhiên thỉnh thoảng chị em tôi vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han. Vừa rồi biết tin chị Thanh Kim Huệ qua đời, tôi đau lòng quá, nhưng không về kịp để dự đám tang. Bởi vậy nên hôm nay tôi phải tới thắp cho chị nén nhang, tiễn chị lần cuối để đi đầu thai. Ai ngờ đâu đến chùa còn được anh Thanh Điền tiếp đãi đồ chay ăn ngon quá. Tôi cảm thấy rất vui vì đến thắp nhang cho chị Thanh Kim Huệ. Ngày chị mất tôi cần kẹt bên Mỹ, tự nhủ làm gì thì làm, cũng phải giữ lời cúng 49 ngày cho chị. Kim Tiểu Long cũng bất ngờ khi thấy nghệ sĩ Thanh Điền trẻ trung khỏe mạnh, giữ gìn được vóc dáng dù tuổi cao, anh nói. Tôi không ngờ anh tôi lại mi nhon đến thế. Tôi cũng ăn chay trường để ốm, không dám ăn nhiều, không cho bản thân bị mập. Tôi bắt đầu ăn chay từ khi ở Mỹ, nhờ một cô duyên đặc biệt. Tôi gặp anh Thanh Điền năm tôi 26 tuổi, vẫn còn rất trẻ và mũm mĩm. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ về kế hoạch ở Việt Nam của anh. Lần này tôi về Việt Nam mục đích thăm gia đình và nghỉ ngơi, chơi cho đã rồi tính tiếp. Ngài Kim Tiểu Long tham dự lễ cúng tất 49 ngày của nghệ sĩ Thanh Kim Hệ. Còn có nhiều nghệ sĩ khác như Trương Quỳnh Anh, Lưu Hàng Gia Bảo, Trọng Hữu, các nghệ sĩ đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau sau nhiều ngày tháng xa cách.